Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ đến các bạn với một cái chủ đề là về các món ăn của Trung Quốc. Về các món ăn ở Trung Quốc thì Trung Quốc họ mệnh danh là cái đất nước của ẩm thực, và người ta làm về ẩm thực rất là tốt. Đơn cử là những cái người mà ở Quảng Đông đó, người ta đi khắp nơi trên thế giới và người ta mở tiệm ăn, và các bạn đến bất cứ nơi đâu trên thế giới đều có một khu gọi là Chinatown, là khu vực của người Trung Quốc, và chúng ta hoàn toàn có thể tìm được các cái món ăn phù hợp với người Việt mình. Bởi vì dù sao thì các món ăn châu Âu cũng có một số người Việt mình là ăn không hợp. Thế nhưng mà ví dụ như tôi chẳng hạn, thì đi đến kể cả châu Âu hay châu Á thì tôi cũng phải phi vào khu người Hoa để tôi ăn cháo này, rồi tôi ăn các loại mì miến cho nó giống như kiểu na ná như người Việt mình. Nó dễ ăn hơn mà, dù sao đồ của châu Á thì dễ ăn hơn. Thì ngày hôm nay mình cũng sẽ cùng các bạn điểm qua một cái số món ăn ngon của người Trung Quốc, mà khi mà mình sang Trung Quốc là mình sẽ chú ý mà mình tìm kiếm để mình ăn, đúng không ạ? Thứ nhất là Trung Quốc họ có một cái món gọi là Kung Pao Chi Tinh, mình gọi đơn giản là gà Kung Pao. Cái gà này thì nó đến từ cái tỉnh Tứ Xuyên. Tứ Xuyên nó có một số món ngon, ví dụ như là khổ cua là lẩu. Đấy, thì ngoài ra nó đang có một cái món mà mình giới thiệu, đó là Kung Pao Chi Tinh, tức là gà Kung Pao. Cái món này thì họ ở trong nó có ớt này, nó có đậu phộng này, nó có thịt gà này. Những người Trung Quốc mà đi ra nước ngoài người ta mở tiệm ăn lại, người ta cũng hay kiếm cái món này để làm các cái gọi là cho khách hàng ăn, bởi vì cái món này thì ngon mà nhưng mọi người thích ăn. Tiếp theo một cái món nữa gọi là thịt chua ngọt. Tiếng Trung nó đọc là Tháng Su Phái Củ. Tháng là đường ấy, su là giấm, phái củ là sườn ấy. Sườn chua ngọt thì đúng đấy, gọi là sườn chua ngọt. Thì cái món này thì nó đến từ, các bạn sẽ thấy xuất hiện nhiều ở cái tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc ấy, Sơn Đông, Quảng Đông. Cái món này thì nó gồm có thịt lợn này, lòng trắng trứng gà này, muối, giấm, rau mùi, cà chua, đường, xong họ quậy lại với nhau thì sẽ ra một cái món rất là chua ngọt, rất là dễ ăn. Mình sang Trung Quốc thì mình gọi cái món này các bạn nhé, món này nó gọi là món Tháng Su Phái Củ. Tháng là đường nhé, su là giấm ấy, phái củ là sườn nhé, sườn mình gọi là sườn chua ngọt đi nhỉ. Tiếp tục nhé, có một cái món nữa các bạn cần quan tâm, nó gọi là Sichuan tofu, đậu phụ Tứ Xuyên. Sichuan tức là Tứ Xuyên, tofu là đậu phụ. Thì cái này là nguồn gốc của nó là có một cái người ở Thành Đô Tứ Xuyên người ta sáng chế ra nó. Nó gồm có món đậu non này, thịt băm này, rồi là có thêm các cái gia vị đặc trưng. Ớt chắc chắn là có rồi, bởi vì cái vùng Sichuan ấy, Tứ Xuyên ấy, là họ ăn ớt rất là nhiều, họ ăn rất là cay. Cái này thì họ có thường là ăn kèm với cả cơm nữa. Đấy. Có một món nữa mình Việt Nam mình hay người tiếng Trung nó đọc là Khuấn Thuân, thì tàu nó gọi sang tiếng Việt mình gọi là, mình hay gọi là Hoành Thánh. Món này cái món này thì nó là đến từ cái vùng Quảng Đông. Thì bên trong nó có thịt này, có rau băm nhỏ, có hải sản này, xong rồi gói vào trong một cái bột mì, và sau đó người ta hấp hoặc là chiên, có thể hấp hoặc là người ta chiên. Có, thường người ta làm theo hình như kiểu hình tam giác. Có nước sốt, gia vị. Đấy, ăn cùng với cả mì vằn thắn. Một cái món mà không thể không nói đến khi mà chúng ta sang Trung Quốc chắc chắn là có món gọi là Bao Tử, là cái bánh bao ấy. Bánh bao thì rất là lâu đời, gần 2.000 năm rồi. Ai đến Trung Quốc cũng biết cái bánh bao, đúng không? Bánh bao thì nó tách ra hai loại, một loại nhân rau, một loại nhân thịt. nhân thịt nó gọi bao tử, còn nhân chay thì nó gọi là mán thậu. Mán thậu bên ngoài thì na ná nhau, đều là vỏ bằng bột trắng. Bánh bao thì người ta có thể hấp này hoặc là chiên lên này. Và thường cả những cái đêm giao thừa là người Trung Quốc người ta cũng ăn cái món này, bởi vì nó rất là nổi tiếng, nó rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Một cái món ăn nữa thì ở Trung Quốc nó có mì xào, món mì xào. Mì thì là mì gạo rồi, hoặc là mì dẹt. Nhân thì là nhân hải sản này. Ở các cái cửa hàng bình thường hoặc là những cái nơi khách sạn 4-5 sao người ta vẫn có cái món này. Món này cũng là món mà chúng ta có thể ăn được, và mình thấy là dễ ăn. Đấy. Người ta xào với cả là mực này, đúng không? Hoặc tôm này. Có một món nếu mà nhắc đến ẩm thực của Trung Quốc mà không nhắc đến là rất là không ổn. Đó chính là món Bắc Kinh Khảo Da. Bắc Kinh tức là Bắc Kinh, Khảo Da là khảo là nướng lên, quay lên, da là con vịt. Bắc Kinh Khảo Da là món vịt quay Bắc Kinh nhé. Cái xuất sắc của cái món vịt quay Bắc Kinh ấy là nó cái trình độ quay, cái kỹ thuật quay là nó làm cho cái da của nó rất là giòn, có thể nhấc ra được so với cái lớp thịt đấy, ăn rất là ngon. Và cái nước sốt của nó thì là làm từ đậu ngọt này, tỏi tây này, đậu nành này. Đấy là cái nước sốt của nó đặc biệt, và cái con vịt thì nó chặt như nhau, tức là những cái con nào to quá hoặc bé quá người ta cũng loại. Thế nên nó tạo ra một cái món nó rất là nổi. Thế thì đấy là một số món. Thế còn khi mà bạn đến, đấy là ở Bắc Kinh. Thế khi mà bạn đến Hồng Kông ấy thì chắc chắn bạn phải tìm được cái món gọi là Sen Cáng Khảo Hứa. Sen Cáng tức là Hồng Kông ấy, Khảo Hứa là ngỗng quay Hồng Kông. Mình ăn rất là lâu rồi, hai vợ chồng nửa con ngỗng đâu đó tính là tiền Việt rồi đấy, chắc tầm hơn 2 triệu. Bây giờ thì chắc là đắt hơn rồi, nhưng mà ăn rất là ngon. Đấy. Đi xếp hàng rất là dài, đi ô tô vào. Cái đường thì bé lắm, đường chắc chỉ hai xe tránh nhau thôi, mà nó lại đi một chiều, vào chờ 40 phút mới được ăn. Thế sau đó thì khi mà vào nơi ấy, nó lại đưa cho một cái tích kê, xong chờ 40 phút mới vào, thêm 40 phút nữa mới được ăn. Mình bảo kiểu gì mà chả ngon, đói quá, tất nhiên là ngon rồi. Đấy là món Sen Cáng Khảo Hứa. Ngoài ra thì các bạn đến Hồng Kông thì sẽ ăn cái con gọi là con tôm tích. Con này nó to bằng cái cổ tay của mình ấy. Nghe đồn là cũng không phải là của Hồng Kông nó đánh bắt được đâu, mà nó mua lại của bọn Úc, sau nó làm. Nhưng mà Hồng Kông thì họ chế biến rất là ngon. Và Hồng Kông được mệnh danh là nơi giao thoa của văn hóa và ẩm thực. Nơi đó là giao thoa của châu Âu, của Nhật Bản, của ẩm thực Trung Quốc, và tạo ra được một cái thứ văn hóa ẩm thực cực kỳ là độc đáo, đặc sắc. Nó cũng có sushi của Nhật, nó cũng có các cái món bao tử, miên théo của Trung Quốc đại lục, rồi nó vẫn cũng có các cái món đấy lại chế với nhau, nó kết gọi là kết hợp với nhau. Ví dụ như là cái món của Hồng Kông là bây giờ rất nổi là dim sum, đúng không? Tiếng Trung đọc là tẻn xin, đúng không? Đấy. Thì cái món đấy Hồng Kông có thể làm nhân ngọt, nhân mặn, đúng không? Làm được tất, thậm chí cũng làm trong suốt giống như của Nhật Bản, tức là đấy là một khu vực giao thoa. Đến Hồng Kông ngoài chuyện là chị em rất yêu thích là mua sắm thì siêu rẻ và sale liên tục, đúng không ạ? Thì mọi người cũng còn quan tâm đến, anh em cũng có thể đi nhậu được mà. Chung ở Hồng Kông họ cũng giống như Việt Nam mình, cũng có ăn uống ngoài vỉa hè, cũng có phố Hải Phòng. Chúng ta có thể ngồi ăn lang thang ngoài vỉa hè, cũng được vứt rác lung tung giống như Việt Nam, rất là thú vị, đúng không ạ? Thì bia của họ khá là nhẹ, dễ uống này. Chúng ta gọi một đĩa con tôm tích. Cái này thì mình chắc là họ không hiểu là họ chiên hay là như nào. Nó thấy có một ít ở bên ngoài, một ít muối. Đấy, xong khi mà bỏ ra thịt nó rất là thơm và rất là ngọt. Con tôm tích đấy là chắc chắn các bạn phải ăn. Việt Nam mình có con bề bề đấy, nhưng nó to lắm, rất là to. Ở Hồng Kông thì các cái món ăn vỉa hè cũng rất là nhiều. Chắc chắn các bạn cần phải quan tâm, đúng không ạ? Và có một món nữa khi mà chúng ta bàn đến, đó là cái món gọi là khổ cua của Trung Quốc, đúng không ạ? Khổ cua thì là lẩu rồi, Trong lẩu thì có thịt, người ta cho thịt này, thịt bò, thịt gà, hoặc là người ta cho hải sản, rồi rau dưa người ta cho vào đấy. Nhưng mà có một người đàn bà rất là nổi tiếng ở Trung Quốc và sau này rất là giàu, bà dây định lên cái thương hiệu gọi là Thiên Hứa Khổ Cua, gọi là lẩu Thiên Nga, rất là giàu, có rất là nhiều triệu đô. Thì bà ấy chế ra được một cái loại lẩu mà mọi người dễ ăn. Là trước đây ngày xưa ấy thì lẩu Tứ Xuyên rất là nổi tiếng, nhưng mà các cái người vùng khác đến không ăn được. Thế là bà mới chế ra, bà đi tàu ở trên sông Trường Giang, bà mới nhìn thấy là có chỗ nước thì đỏ, chỗ lại nước lại vàng, thế mà nó quện lại với nhau. Thế thì bà mới bảo, bà nghĩ ra một chiêu là thế thì lẩu cũng có thể làm như vậy được. Thế và bà về bà yêu cầu cái ông thợ gò ấy, ông ấy chế ra là nó có cái ngăn ở giữa. Thì những người nào mà không ăn được cay thì ăn một bên, những người ăn được cay thì lại để một bên. Thế dẫn đến là những người đấy người ta ăn cái món lẩu đấy, thì kể cả những cái người không ăn được cay người ta cũng thưởng thức được. Thế từ đó là bà phát triển đến hàng trăm cửa hàng tại Trung Quốc và rất là giàu, rất nổi tiếng. Đó. Thì vừa rồi là mình cũng đã giới thiệu qua cho các bạn về các cái món ẩm thực của Trung Quốc. Và khi mà chúng ta sang Trung Quốc thì chúng ta nhớ là tìm đến để ăn. Có một số bạn thì khi mới bắt đầu cuộc sống sang Trung Quốc thì người ta gọi là, tiếng Anh nó gọi là culture shock, culture shock đấy, tức là cú sốc về văn hóa gì đấy. Thì sang từ Trung Quốc hồi đầu mình cũng thế, mình sang Trung Quốc, Đài Loan mình cũng không ăn được. Thì bây giờ mình biết ngay là nếu mà ngay từ đầu có người chỉ cho mình là cái món này dễ ăn, món kia dễ ăn ấy, thì mình cũng tồn tại thời gian đầu. Còn về sau thì khi ăn quen rồi thì cũng chả ngại nữa. Mình thời gian đầu ấy, xong mình toàn ăn KFC, nhưng mà ăn cũng cảm thấy chán. Nhưng mà sau đó tìm thấy thêm một thằng là Kung Fu, có hình của Lý Tiểu Long ấy, bây giờ không biết có còn không. Thì nó hay bán ở các nhà ga xe lửa ấy. Thì ở trong đấy nó có một cái món canh ngô ấy, thì không béo, tại mình rất sợ ăn béo, đồ ăn béo. Thế nên các bạn có thể gọi cái món đấy. Xong về sau quen rồi thì là ok. Sau đấy ăn được là chi thuẩy này, đúng không, đùi gà các thứ đấy, rồi là cánh gà. Xong người ta chiên muối đấy, người ta đi qua cổng trường đại học, rồi qua các cái khu nhà máy đấy, mình ăn dần dần nó quen đi. Nhưng mà thời gian đầu thì chúng ta phải làm quen. Có thể là các bạn phải nhờ người nhà mang thịt chó sang, hoặc là mang thịt bò khô sang, mang mì tôm sang, mang rất nhiều thứ sang. Tại vì đầu tiên sợ các bạn chưa quen, đúng không? Dần dần mình ăn dần dần nó sẽ quen. Và thường là sau khi đã quen rồi các bạn sẽ lên cân rất là nhiều. Và đấy là một cuộc sống để mình có những cái trải nghiệm trước, về ăn, về uống, về ở, đi lại. Nếu mà các bạn comment nhiều thì về những cái chủ đề nào cần thiết thì mình sẽ nói cho các bạn biết. Bởi vì thời gian mình ở Trung Quốc cũng lâu, và ở Đài Loan thì là lâu nhất. Đài Loan thì chắc chắn là các bạn phải ăn cái món là Chou Tofu rồi, đúng không? Đậu phụ thối ấy. Nó chả thối đâu, ngửi nó mùi nó hơi nồng thôi, đúng không? Nhưng rất là dễ ăn. Đấy là những cái món là mình khi mình đi du lịch này, đi học này, mình sẽ cố gắng thưởng thức để đấy chính là văn hóa mà, để các bạn làm quen với nó. Bây giờ các bạn có thể đặt câu hỏi cho mình nhé, mình sẽ trả lời các câu hỏi. Nì chứ tao trai Quảng Châu hiểu sớm mực hảo chư tầm à? Bạn này hỏi là Quảng Châu có món gì ngon? Ở Quảng Châu có món canh xương hầm nhé. Bạn sang đấy bạn hỏi cái món canh xương hầm để cho anh em dẫn mình đi. Gọi là lẩu tủy à? Tiếng Trung là cái gì em không để ý đâu. Chúng ta đi tiếp. Đây mình sẽ xem các bạn có câu hỏi gì mình sẽ trả lời các bạn nhé. Chào bạn Nguyễn Hòa. Người Đài Loan họ đọc chữ theo kiểu tơ phơ mơ mơ kiểu học đấy thì có phải không? Thịnh Lâm Ngọc không cần học theo cái cách đấy của họ, bởi vì người Đài Loan họ học theo kiểu performer. Kệ anh, đợt trước anh ở Đài Loan rất lâu nhưng mà anh chả theo được cái cách đấy. Em cứ cách đơn giản nhất đó là em lên YouTube em gõ học phát âm tiếng Trung Phạm Dân Châu, thế là xong, anh xử lý hết phần học phát âm cho em rất là dễ nhé. Các bạn có câu hỏi thì cứ đặt hỏi câu hỏi cho mình nhé. Mấy hôm trước mình làm biếng bởi mình mệt, mình không lên livestream cho các bạn được. Hôm nay thì bắt đầu thể lực nó ổn rồi. Món ăn Đài Loan có gì khác món ăn Trung Quốc không? Đặc điểm nổi bật của món Đài là gì? Món Đài Loan như mình vừa nói đấy, Đài Loan rất là nổi về cái món gọi là Chou Tofu, đậu phụ thối. Còn món ăn của đại lục ấy thì thay dấu quá là nhiều dầu, thay ni, nó cũng rất là ngấy. Còn món Đài Loan thì nó cũng dễ hơn, dễ ăn hơn một chút, bởi vì Đài Loan thì nó cũng có ảnh hưởng của Nhật Bản khá nhiều, và Đài Loan cũng rất nhiều bán sushi này các thứ cũng có bán nhiều. Một số diễn đàn post học bổng Trung Quốc free 100%, còn hỗ trợ sinh hoạt hàng tháng, có tin được không thầy? Quỳnh Khương Trương, anh thì anh cho rằng là tin hay không thì là em phải xem cái nguồn gốc của cái người post cái tin đấy là ai. Đối tượng này thì đáng tin này. Đối tượng đang học nghiên cứu sinh ở Trung Quốc năm 2, năm 3. Email cho trường. Đấy, hoặc là em có thể email cho trường hỏi thẳng về vấn đề đó. Thường ấy, có một số người thì họ bán như sau. Anh biết là có những thông tin là chính xác thì họ là như thế này. Họ là giáo viên từ Việt Nam cử qua bên Trung Quốc học. Xong rồi họ có trách nhiệm giúp cái trường Trung Quốc là bắt một số học trò từ Việt Nam qua. Thì bắt được khoảng độ 10 người hoặc 20 người. Thì cứ 10 người thì họ được thêm một suất chẳng hạn. Thì họ mang cái suất đó họ bán ra, thì chính là một suất học bổng. Mình biết có một người bạn là anh ấy đầu tiên là cho vợ sang học này, tại vì có học bổng này, sang cho em gái sang học này, thậm chí có thể cho ô xin sang học, nhưng không biết rồi. Về sau thì anh ấy bán, mỗi năm anh được 1-2 suất thì anh bán. Thì cái đối tượng đấy là đáng tin. Thế nhưng mà nếu cái đối tượng mà mình không biết rõ nguồn gốc của người ta, không biết nhà cửa người ta tại Việt Nam thì anh cho rằng hơi khó. Em phải check cái người nhé, cái nguồn nhé, người đấy là ai. Em đã biết Trung Quốc không? Hãy nấu món ăn chua ngọt, ngon đấy em ạ. Hôm nay anh vừa nói món Tháng Su Phái Củ, sườn chua ngọt, bạn nói lại cái món này. Hoành Thánh, anh không đọc được đâu, anh cứ bảo Hoành Thánh ấy, khó đọc. Mán thậu Bao Tử, đúng rồi. Há cảo, có một món bạn ấy nói mà mình quên không nói đến là chứ chẻo sự, tôi muốn ăn há cảo, đúng không? Há cảo thì người ta có thể là hấp này, người ta có thể chiên này, đúng không? Và các cái món này các bạn ăn ở Việt Nam cũng có thể tìm ăn được nhé. Các bạn lên chỗ chợ Đồng Xuân, cổng chợ Đồng Xuân, chỗ phố Hàng Chiếu ấy sao ạ? Là họ có bán đấy, sấy chẻo, món há cảo ấy. Xong có cái bát đấy, xong ở trong có nước đấy, xong có quả mì đấy, xong rồi có há cảo mới vứt vào trong đấy đấy. Đấy. Hoặc là các bạn có thể lên chỗ bên cạnh của Nhất Thống, của karaoke Nhất Thống ở trên phố mình quên mất tên rồi, Hàng Chuối rồi, gần khu Hàng Chuối đấy, cũng có một cái quán họ làm các cái món chẻo sự cũng giống người Hồng Kông lắm rồi, bao sự cũng có, họ có làm hết đấy, rất là ngon, và nhiều món ăn Trung Quốc khác. Và bây giờ mình có biết một cái tiệm ăn nữa các bạn có thể tìm đến ở Hà Nội, là chỗ chung cư Viện Chiến lược Bộ Công an ở khu Trung Hòa Nhân Chính. Nó có dưới nguyên cả một cái sàn rộng lắm, khoảng độ 300 đến 500 mét vuông, thì là một quán của người Tàu. Họ có món thịt kho tàu này, có các cái món rất là Trung Quốc, và toàn người Trung Quốc ăn thôi. Các bạn thích ăn thì các bạn thể đến đấy để thử nghiệm. Còn một cái quán nữa là đối diện của bệnh viện thể thao, ở khu Thanh Xuân ấy, phố đấy gọi là phố khách sạn thể thao, phố Lê Văn Thiêm ấy, đấy mình không nhớ là 18 Lê Văn Thiêm hay là đâu đó gần đấy, cứ được đối diện cổng của khách sạn thể thao ấy, ở phố Lê Văn Thiêm ấy, thì là quán của người Trung Quốc, vị người Trung Quốc cực kỳ luôn. Đấy, các bạn có thể đến đấy tìm ăn, coi như là mình có một cái trải nghiệm mới. Quán đấy thì rẻ, sinh viên hoàn được, nó có món lẩu ốc cũng ngon. Và chân gà của họ cũng giống cái mùi của người mùi Tàu. Ai nào đã đi du học Trung Quốc rồi ấy thì sẽ quen với cái mùi Tàu đấy. Về các cái gia vị nó đúng kiểu luôn. Rồi, thế mình sẽ trả lời tiếp các bạn nhé. Bảy Trinh Khảo Da, đúng rồi, Việt quê Bắc Kinh. Đồ ăn bên họ có vị đặc trưng. Nếu mà vùng Tứ Xuyên thì là cay, khẩn lạ, rất là cay. Còn đại đa phần của họ cũng rất là thái yếu, quá là nhiều dầu mỡ. Trung Quốc còn có một cái món nữa gọi là món gà không lối thoát. Ở Việt Nam mình gọi gà không lối thoát, Trung Quốc nó gọi là gà ăn mày ấy. Thì nó là như này, nó lấy đất nó bọc quanh, gọi là gì nhỉ? Nó dùng như kiểu là bùn ấy, nó bọc quanh cái con gà đấy, xong nó nướng lên. Đất sét, đúng rồi, đất sét nó. Đấy, xong sau đó là lúc sau là nó đập ra cho mình ăn trong. Thì cái món đấy cũng rất là đặc, gọi là gà ăn mày, Việt Nam gọi là gà ăn mày đấy. Món đấy cũng ngon. Luyện dịch tiếng Trung thì luyện như thế nào? Anh Nguyễn nhá, em lên trên Google em gõ link phim giúp học tốt tiếng Trung, nó ra một loạt phim, xong rồi em bắt đầu nó có cái lời dịch bên dưới, lời tiếng Trung bên dưới, em vừa xem em vừa dịch nhé. Đấy, sau em dịch hết một bộ phim thì em trở thành siêu nhân rồi. Cherry Phạm đang vào xem này này. Cherry Phạm thả tim nhanh đi nhé, không phải vào xem không đâu. Bao tiền con Bảy Trinh Khảo Da? Bây giờ anh không nhớ đâu, ngày xưa lâu lắm rồi ăn thì hơn triệu ấy. Bây giờ thì không biết có đắt hơn không, lại lâu cũng không ăn. Hồng Kông chủ yếu Quảng Đông nên đồ ăn ngon là đúng rồi, đúng rồi đấy. Hồng Kông ấy thì là những người từ Quảng Đông người ta chạy sang. Singapore thì cũng là nguồn gốc của người miền Nam của Trung Quốc, người ta chạy sang. Tại vì người miền Nam Trung Quốc các bạn nhìn là biết ngay, họ cứ lùn lùn, nhỏ nhỏ, gầy gầy. Còn người miền Bắc Trung Quốc là to, cao, trắng như kiểu người Nga, gần Nga mà họ cao, to, trắng. Hồng Kông nói toàn tiếng Anh với toàn tiếng Quảng. Hồng Kông người ta nói tiếng Anh này, tiếng Quảng Đông này, và bây giờ thì về với Trung Quốc rồi, Trung Quốc nó bắt đi học phải nói tiếng phổ thông. Đây là trẻ con Hồng Kông nó biết nói tiếng phổ thông hết. Tiếng Quảng Đông gọi là tìm sắm à? Tiếng Quảng Đông của anh rất tệ. Chào Hưng Sữa Mọi người follow bạn Hưng Sữa nhé. Hưng Sữa bán sữa. Hưng Sữa rất nổi tiếng trong giới marketing online đấy. Chủ của một hệ thống siêu thị đấy. Người Việt qua Hồng Kông có việc gì làm không thầy? Nguyễn Hữu Rin, sang Hồng Kông có thể rửa bát thuê này. Người Việt Nam mình sang đây trốn nhiều lắm, toàn sửa bát cho chính các cửa hàng của anh em họ hàng nhà mình này. Xong rồi là buôn bán này, ví dụ như nhập các cái hoa quả ấy. Ở chỗ Hồng Kông thì nó là trạm trung chuyển. Nhiều người thấy, mình thấy người ta nhập cả hoa quả, cherry ấy, thứ mang về này. Rồi là người ta có thể làm nail này, người ta có thể mở quán ăn đấy, mở quán ăn ở Hồng Kông rất là nhiều. Và đánh cả quần áo về, những cái hàng hiệu ấy, người ta cũng đánh ở đấy về. Chịu khó làm nhà hàng. Đúng rồi, nhà hàng trông trẻ có mà. Culture shock à? Tiếng Anh của mình tệ lắm, mình không dám nói đâu. Sốc văn hóa đi. Rất nhiều dầu mỡ, đúng không? Trung Quốc chai, thai yếu, thai ni. Đồ ăn Trung Quốc nó quá nhiều dầu mỡ. Thịt chó, cẩu râu. Người Việt Nam mình ăn cẩu râu thì rất là thoải mái, nhưng mà người Đài Loan là người ta kỵ lắm đấy. Đài Loan, ngày xưa mình ở Đài Loan là công nhân Việt Nam mình cứ nhìn thấy con chó đó. Chó ở Đài Loan là chó hoang nhiều, nhưng mà vẫn được ăn. Ngày mình làm cho một cái công ty là cháu của ông Tưởng Giới Thạch, ông Tưởng Đức Minh, thì ông ấy cứ mỗi một tuần ông ấy sẽ mang một cái xe chở các cái đồ ăn cho chó đến. Xong rồi có một cô giúp việc là cô chỉ phụ trách, một là nuôi mình, hai là nuôi chó. Cô tên là cô Lây, mình gọi cô Lây chó, cô người Philippines. Tức là buổi sáng trước khi đi làm thì là cô ấy làm trứng ốp la cho mình ăn này, nấu canh cho mình này, cho mình cơm để mình ăn buổi sáng mình đi làm, xong về buổi 5 giờ chiều về cô lại cho mình ăn như thế. Nhưng mà ngoài việc đấy thì cô còn việc nữa là mang đồ ăn vãi ra cho chó nó ăn. Đấy, thì có 20-30 con chó hoang ấy trong khu vực ấy. Cứ đến giờ là nó lúc mình đi làm là nó lại chạy đến, cô lại quảng đồ ăn cho nó. Bởi vì ông chủ đã cho thức ăn rồi mà. Thế một ngày cứ 2 cữ như vậy. Chó hoang rất là nhiều. Và họ không có thịt con chó. Họ sống rất là nhân văn, rất là tốt. Trong nhà ông ấy cũng nuôi đâu 5-6 con nữa. Tối mình ngủ là chó nó ngáy to hơn cả mình. Nó ở bên phòng khách, còn mình ngủ trong phòng ngủ của mình. Thế thì người Việt Nam mình là toàn công nhân Việt Nam, toàn đi vào trong rừng ấy, thấy cái con chó ấy, xong đập chết, xong rồi thịt ăn với nhau luôn trong đấy. Nhưng mà Đài Loan mà nó bắt được nó đuổi về Việt Nam ngay. Mì tôm rất nhiều ở Hồng Kông. Mì tôm thì nó có 2 cách đọc nhé. Phang pen men, phang pen là tiện lợi, men mì tiện lợi, hoặc một cách đọc nữa nó gọi là pao men. Pao men tức là nó nổi lên, nó có thể phồng ra được. Thì cái 2 cách đấy các bạn đều có thể sử dụng được nhé. Pao men hoặc phang pen men. Ở Trùng Khánh có món gì đặc trưng? Trùng Khánh Trúng Trinh em nói chuyện với người Trung Quốc em nói khá là trôi chảy mà dịch lại bằng tiếng Việt lại không xuôi. Vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề không xuôi thì nhiều khi là do tiếng Việt, cái vốn tiếng Việt của em là có vấn đề, nó ít quá. Em có thể đọc thêm sách báo hoặc là xem thời sự trên Việt Nam nhiều hơn thì là cái khả năng sử dụng tiếng Việt của em sẽ tốt hơn. Như vợ anh là tiếng Anh khá tốt nhưng mà tiếng Việt thì rất lở, nên nhiều khi là cô ấy chuyển sang tiếng Việt cô ấy ngắc ngứ một hồi, dịch rất là khó. Và cái vấn đề đấy chính là vấn đề của môn học văn đấy. Ngày xưa mình học văn không tốt thì bây giờ mình sẽ, bạn nào mà đọc nhiều sách nhiều chuyện ấy, thì cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của bạn sẽ tốt hơn. Nhưng còn lười đọc sách thì hơi khó. Thấy đến Trùng Khánh chưa? Anh nhớ là anh đến rồi nhưng mà thời gian rất là gấp, 1-2 ngày anh té luôn. Người Đài Loan học chữ giản thể không? Người Đài Loan họ sử dụng chữ phồn thể em ạ. Nhưng mà giữa phồn thể và giản thể chênh nhau có khoảng 10% thôi. Nên anh sang Đài Loan anh vẫn dùng giản thể, vẫn sống ngon, chả chết được. Và bây giờ nó có công cụ rồi, mình gõ phiên âm thì nó chạy ra chữ Hán bạn. Rất là đơn giản. Thích phồn có phồn, thích giản có giản. Món ăn Đài Loan và tên tiếng Trung của các món đó. Anh vừa nói sơ qua rồi, tí em quay lại cái video này nhé. Bắt đầu học nên học phát âm trước hay học bộ thủ trước? Bắt đầu từ phát âm em ạ, sau đó thì đến bộ thủ. Nó là hai cái nhánh. Phát âm thì sau đó mình đến đọc, đến nói nhiều. Còn bộ thủ thì sau đó viết chữ, nhớ chữ. Để mà nhớ tốt thì em có nên mua cái chương trình flashcard của anh. Em nhớ chữ Hán thì em mua cái bộ này này, thì em sẽ nhớ chữ Hán rất là tốt. Còn muốn đầy đủ cả học nói học viết thì mua chương trình online của anh mà học nhé. Hoàng Hương nhé. Định mức hải quan. Có những cái là mình không kịp trả lời đó nhé, xong mình chắc phải trả lời sau. Học tiếng Trung của thầy nhưng đi làm, tăng ca nhiều, thời gian rất ít, liệu có học được không? Nguyệt Hà có thể mua chương trình online của anh Châu để học. Chương trình online của anh thì em rảnh lúc nào là học lúc đấy. Có giáo viên chấm điểm chữa lỗi cho em. Nó là các video anh đã quay sẵn và các chương trình anh đã dạy nhé. Inbox cho anh nói rõ hơn. Em đang học performer tại Đài Loan, có cách nào học chữ cứng dễ dàng không? Quốc Tuấn, để học chữ cứng dễ dàng thì em mua chương trình online của anh Châu nhé. Hán 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giá của nó là 2,2 triệu. Còn để mà học chữ cứng không thì mua flashcard của anh học cũng được. Một trong hai cách. Đồ ăn Trung Quốc nào cũng đầy mâm 7-8 đĩa thì nói thế nào? À, bạn ấy đang nói đến vấn đề là tại sao người Trung Quốc lại nhiều món ăn như vậy. Thì đấy chính là mối quan hệ nhé. Các bạn dựa theo cái việc họ bày ra nhiều món hay ít món là nói quan hệ của bạn với người ta là thâm sâu hay không. Nếu người ta rất là yêu quý bạn thì người ta mời rượu rất là nhiều, ép uống rượu này, và hết một lần lại mâm mới lại ra 3-4 lần mâm mới như thế. Nên là nếu mà khôn ra thì lúc đầu chỉ ăn tí một thôi để mình còn chén tiếp được lần sau. Đấy là cái thói quen của người Trung Quốc, nếu họ yêu quý bạn. Còn nếu không yêu quý thì chắc không có nhiều món đâu. Và tương truyền người ta còn nói về cái vấn đề nhiều món Trung Quốc là từ bà Tứ Hy Thái Hậu. Bà này thì như sau, bà ấy chia làm 3 cữ. Lần đầu tiên là mang rất nhiều món ra, bà ấy chỉ ngửi thôi, ngửi cho thơm, xong rồi mang cất đi, cho thằng nó ăn thì ăn. Xong rồi lại xuất ra mấy chục món nữa, bà ấy chỉ nhìn thôi, cho đẹp, bà ấy thích, mắt bà ấy đẹp. Lần thứ hai lại cho bọn cái chén. Lần thứ ba là bà mới ăn. Mà thực ra cuối cùng bà ăn đâu có nhiều, bà ăn chỉ mỗi cái món canh của bà ấy. Tại vì kiểu bà ăn cái món quê của bà ấy thôi. Thế nên là đấy là câu chuyện nói về cái Trung Quốc tại sao lại bày ra rất nhiều món như thế. Nhiều khi là họ là quý khách này, thứ hai là họ thể hiện cái văn hóa của họ. Bởi vì ăn uống lại chính là văn hóa. À đây, có bạn nói cho mình cái phố đấy rồi. Phố mà có nhà hàng karaoke Nhất Thống ấy chính là phố Thi Sách. Bên cạnh phố nhà hàng Nhất Thống ở trên phố Thi Sách ấy, thì nó có cái quán Hồng Kông ấy. Các bạn có thể vào đấy thưởng thức các cái món của Hồng Kông được nhé. Ăn rất chuẩn kiểu Tàu. Đi Quảng Châu thì ăn món gì ngon? Canh xương hầm em ơi. Linh Hốp Pu nhá. Đài Loan có món vịt nấu rượu khó sơi lắm, bọn Đài cứ khen ngon. Có những thứ lần đầu tiên chúng ta ăn thì không quen, nhưng mà lần thứ 2, thứ 3 dần dần nó quen dần, ăn khá là hay. Mình nhớ là có lần là đến Cửu Trải Câu là một vùng khá cao, thì cơm không có cơm chín, bởi vì nó trên cao, nó cứ sống chắc được khoảng 80% thôi. Ăn cơm rất sống, mọi người chửi và tại sao cho bọn tao ăn sống thế. Thì bọn dân tộc nó bảo tao cho chúng mày nấu lại, còn lâu nếu nấu chín tao gọi bằng cụ. Nhưng mình cũng không bao giờ nấu chín được, bởi vì nó ở trên cao chắc áp suất nó kém, nó toàn ăn cơm sống ấy. Đấy là đến từng vùng miền mình có những cái trải nghiệm nó cũng hay. Bạn nếu mà đi du lịch Trung Quốc thì các bạn cố gắng đi bụi nhá, đừng có đi tour. Đi tour ấy, họ bữa nào ăn đều như nhau, không ăn ngon đâu. Và đi tour ấy, thì họ cứ suốt ngày bắt mua thuốc này, mua các cái đồ để họ lấy phần trăm. Còn nếu mà mình tự đi thì mình sẽ không bị chuyện đấy nữa. Có bạn nói đến cái món kẹo hồ lô. Món kẹo hồ lô thì thực ra nó chính là quả táo, xong rồi đã phết đường lên này, xong rồi chủ yếu nhìn nó đẹp thôi. Nhưng mà mình thì cũng không khoái món kẹo hồ lô lắm. Nhưng mà nó là biểu trưng của Trung Quốc. Đến thì mình lúc nào cũng nhìn thấy mà, nên là gọi là biểu trưng. Kiểu như ở Việt Nam mình có cái món bánh trưng đấy nhá, trung sự đấy, đúng không? Thủy Nguyễn xinh đẹp đã online rồi. Các bạn follow Thủy Nguyễn nhé. Thủy Nguyễn là cô giáo có cặp chân đẹp nhất, cặp giò đẹp nhất của tiếng Trung.vn. Mọi người vào profile của chị Thủy Nguyễn để xem cái cặp giò của chị Thủy Nguyễn nhé. Nó dài thườn thượt, đẹp lắm, thon thả lắm. Gà ăn mày đúng không? Đúng không? Em định sang Macau làm việc kết hợp học thêm luôn. Quỳnh Khương Chuông chỉ cần mua khóa online của anh là em sang Macau em chiến đấu được rồi. Em học hết Hàn 4 là sang đấy đi làm cũng tương đối rồi đấy, cũng ngon đấy. Anh có một số bạn học trò của anh là học xong thì sang đấy làm ở sòng bài, làm ở khách sạn ở Macau. Anh có tài liệu về hải sản không? Nguyễn Thanh Đạt lên trên Google gõ hải sản cách là tiếng Trung.vn là ra. Ngọc Ánh học trung tâm thầy có dạy không? Có em ơi, có lớp thì anh dạy, có lớp các cô giáo khác dạy. Bọn anh có cơ sở ở Bạch Mai và Cầu Giấy nhé. Còn nếu em ở xa thì em có thể mua chương trình online của anh để học nhé, Ngọc Ánh nhé. Rau cải thì nó có mấy cái từ nhưng hiện giờ anh chỉ nhớ được cái từ pái chai thôi. Pái là màu trắng, pái chai. Em đang muốn học chữ. Học chữ thì em mua bộ flashcard này mà học này. Hoặc mua chương trình online của anh nhé, inbox cho anh. Làm học ngon thôi mà, chứ án dễ không có gì đâu. Chi Thiên Khan Nỉ Khẩn Xoài. À, hôm nay xem rất đẹp trai, cảm ơn bạn. Chào bạn Phong Cảnh. Cho em lịch trực tiếp, định mệnh lên Google gõ tiếng Trung.vn nhé, là ra lịch luôn. Phật nhảy tường đúng không? Phật thấy ngon quá phải phi cả ra để chén đúng không? Đúng, có món Phật nhảy tường. Nó gọi là Phúa Theo Chén. Phúa là ông Phật, theo là nhảy, chén là tường. Bên Đài Loan phạt nặng tội giết chó đúng không? Mình có mấy cậu bạn là công nhân ở Đài Loan là ăn thịt chó xong là bị nó đuổi về nước, nó phạt. Thế ở đấy là vi phạm pháp luật. Đúng rồi, món Phúa Theo Chén của Phu Chen Sở, tỉnh Phúc Kiến. Thầy học đại học hay tự học vậy? Anh học ở trường đại học Hà Nội, nhưng mà anh học lười á, toàn do tự học, về sau toàn do tự học. Vịt quay Quảng Đông, à Quảng Tung Khảo Da cũng được. Bên đó họ xem chó như bạn Việt Nam thì xem chó là chó, đúng không? Trình độ cấp 4 tương đương quyển mấy? Để thi được HK cấp 4 thì em học hết Hán ngữ 5, chương trình online của anh là xong, Nana nhé. Em muốn đăng ký học tiếng Trung online nhưng không dùng sách của thầy thì có được không? Trần Nhi hoàn toàn được nhé. Thì vì chương trình online của anh là quay thẳng cả hình quyển sách rồi, đâm ra là em hoàn toàn có thể tự học được. Chẳng cần có tài liệu, bởi vì tài liệu thì anh đã up lên đấy rồi mà, thì mình vẫn có thể theo đó học được. Trần Nhi inbox nha. Tài liệu tiếng Trung nào dành cho người hướng dẫn viên du lịch không? Su Hào, anh đã từng là người hướng dẫn viên du lịch nên anh biết. Nếu mà hướng dẫn ở trong nước thì em chỉ cần quan tâm các cảnh điểm là Hạ Long này, Hải Phòng này và Hà Nội này. Đấy là những cảnh điểm chính. Thì những cảnh điểm chính đấy thì nó có cái bài hướng dẫn bằng tiếng Việt rồi, thì em chủ động em dịch sang tiếng Trung là xong. Ví dụ như đến Quảng Ninh thì hang Sửng Sốt, Động Thiên Cung, đúng không? Hà Nội là Tú Chu Sư, Chùa Một Cột này, Khoán Chèn Khú, Hồ Hoàn Kiếm, Lúng Pèn Chéo, Cầu Long Biên, đúng không? Hải Pháng thì phải tại tham vấn Truy Tú Trảng, đưa họ đi gọi là tú chẳng là sòng bạc nè, đúng không? Ta phải thấy mình truy ăn múa, đưa họ đi massage, đúng không? Xong rồi đến cầu, đến cái chùa gì đấy ở dưới Hải Phòng đấy, kiểu như thế. Nó có một số chỗ như thế thôi. Mình có tiếng Việt mình dịch sang tiếng Trung em ạ, chứ còn tài liệu sẵn về tiếng Trung thì anh thấy là chưa có. Chắc chờ anh Châu sau này rảnh thì anh viết. Bán hàng thì nên học quyển nào? Nó có một quyển tiếng Trung dành cho dân bán hàng nhé. Sau đó inbox cho anh sẽ nói về quyển đấy cho. Em muốn học viết làm thế nào để mua bộ chữ anh vừa cho bọn em xem. Nguyễn Mai Anh inbox cho anh nhé. Bọn anh sẽ chuyển cái bộ flashcard này đến tận nhà cho em. Nó gồm có 7 cái gióng như thế này, chắc để trong một cái hộp. Online thầy Châu dạy kỹ lắm, mình cảm thấy rất hay. Cảm ơn chị Hoa demo nhá. Vịt quay gọi là Bảy Trinh Khảo Da là vịt quay Bắc Kinh. Bảy Trinh là Bắc Kinh, khảo là nướng lên quay lên, da là con vịt. Bảy Trinh Khảo Da. Ủa xỉ khoan chư Bảy Trinh Khảo Da. Tôi thích ăn vịt quay Bắc Kinh, kiểu như thế. Dạy online học như thế nào? Nguyễn Ba, nó là các video anh đã quay sẵn, em làm bài tập đăng lên nhóm, giáo viên chấm điểm là xong, ok. Có một số bạn lang thang có mua của mấy ông lừa đảo, thế thì mua xong mới vỡ lẽ là không vào được trong nhóm, giáo viên không chấm được điểm, thế là phí tiền. Các bạn chú ý nhé, có một số người, người ta xấu bụng, người ta cứ bảo là đấy chương trình của thầy Châu đấy, thế nhưng mà họ đi ăn cắp cho các bạn, xong họ bán cho các bạn, nhưng mà cuối cùng bạn không vào được nhóm, giáo viên không chấm điểm được, thế là bạn chết. Nếu muốn mua HK4 thì học hết quyển mấy? Vui Bùi học hết quyển Hán ngữ 5, chương trình online của anh nhé. Vui Bùi inbox cho anh. Đồng Hương à? À, Thúng Sang, Đồng Hương. Chào bạn Trấn Hưng nhá. Lào Sang là quê cũ đấy. Ở Phu Sâu Sẩn Sưu ở Lào Sang. Tỉnh Phú Thọ thì là nơi quê hương cũ của tôi, cái kiểu thế. Trung Quốc có kẹo hồ lô. Đúng rồi, kẹo hồ lô đây thì anh vừa nói rồi đấy. Đi dung một tuần thì một người chi phí hết bao nhiêu? Nó cũng vô cùng, lắm anh từng vụ vùng. Có nếu mà đi Bắc Kinh Thượng Hải thì nó tốn, còn nếu mà Việt Nam mình đi sang Côn Minh hoặc đi sang Quảng Châu thôi thì giá nó rẻ. Tóm lại nếu sang Quảng Châu chục triệu đổ lại là ngon rồi. Ví dụ à? Ví dụ. Kẹo hồ lô ăn chán lắm đúng không? Thầy chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch Trung Quốc đi. Ok, mình sẽ để dành một buổi khác nhé. Tối hôm nay mình mới nói về món ăn thôi. Sẽ có, nếu các bạn comment yêu cầu nhiều bên dưới thì mình sẽ làm một cái về kinh nghiệm đi du lịch Trung Quốc cho các bạn. Được không? Học tiếng Trung online thế nào? Nó là các video em quay sẵn. 2.2 triệu, học đủ từ H1 đến H6. Nguyễn Ba inbox cho anh nhé. Em đang học online muốn học tốt để làm hướng dẫn viên, vậy có vất không? Dễ mà. Trần Hưng, em học hết Hán ngữ 6 là đi hướng dẫn ngon rồi. Bọ cạp chiên xiên thành que, đúng rồi. Nó bán ở cái phố Hoáng Phú Chỉnh, Vương Phủ Tỉnh của Trung Quốc ấy. Bạn này bạn biết đấy. Đây này, đây cái này chính là 500 chữ Hán, 1.500 chữ Hán qua câu chuyện này. Cái này do anh tự chế ra này, Hoa Lan này. Giá 500.000 đấy. Nó có 7 cái giống này cơ, trong một cái hộp to. Da râu, da là con vịt, râu là thịt của nó. Em đọc cả online lẫn học lớp mà phần nghe phản xạ của em vẫn kém quá. Thúy Hường, bây giờ sang Hán 2 thì em lên trên Google em gõ link phim giúp học tốt tiếng Trung nhé. Em nghe phim rồi em dịch theo phim ấy thì nó khá hơn. Chứ còn sách giáo khoa thì nó không giải quyết hết được vấn đề cho mình đâu. Trinh Trương, Trung tâm Cầu Giấy có quyển ngữ pháp tiếng Trung hiện đại không? Có em ơi. Qua Cầu Giấy, Trung tâm Cầu Giấy mua nhá. Nếu như học tiếng Trung tốt thì làm gì? Làm hướng dẫn viên du lịch này, đi buôn này, làm phiên dịch này, có quá nhiều nghề. Hoặc là giảm giáo viên tiếng Trung cho bên anh 15 đến 25 triệu một tháng. Được chưa? Giáo viên dạy tiếng Trung. Vì sao phản xạ nói lại kém hơn phản xạ viết? Phản xạ nói kém là bởi vì em nghe không được. Không nghe được thì em trả lời làm sao người ta, đúng không? Thế nên là em lên Google, em gõ link phim giúp học tốt tiếng Trung, enter phát là xong. Ở trong đấy anh chỉ rất nhiều phim hay để mà học. Bộ học viết chữ đó giá bao nhiêu tiền? Cái này á, là 500.000 em ơi. Chưa kể tiền ship nhá. Ship đến đâu? Inbox cho anh Su Hào. Bên thầy có khóa dạy khẩu ngữ riêng không? Bên anh không dạy khẩu ngữ riêng nhá, linh phở nhá. Học trò bên anh là nói cũng kinh mà nó viết cũng kinh luôn, chứ nó không học lệch đâu. Chương trình online 6 tập xong đi thi lấy chứng chỉ được Phùng Ngọc Luân nhá. Sẽ thi đỗ HSK5 khá cao đấy. Thi được HK4 thì em phải học hết quyển 5 Hán ngữ 6 tập của anh nhé. Chương trình online của anh do Lý Dương nhé. Em đang ở Quảng Châu, Trung Quốc muốn học thì thế nào? Vì ở đây nhiều khi khó vào Facebook. Nguyễn Ba em nhờ người nhà mua cho cái gọi là VPN để em có thể vượt được tường lửa. Thì sau đó em vào Facebook em học thoải mái. Mua 2 quyển 56 thì giá bao nhiêu tiền? 7, 8, 15 trừ 200.000 là còn 1,3 triệu nhé. Hoàng Tử Sói inbox cho mình. Nếu lấy chứng chỉ tiếng Trung thì học hết Hán mấy? Học hết Hán 5 là thi đỗ HK4 rồi em. Bị lạc đường thì nói thế nào? Ủa mí lụ lợn, tôi lạc đường rồi. Không học đại học chỉ học tiếng Trung, liệu ra cuộc sống có xin được việc không? Hoàn toàn được em nhá. Em thi cho anh cái chứng chỉ HK6, đỗ HK6 đi làm giáo viên bên anh, giảm 15 đến 25 triệu, không cần bằng đại học, anh không quan tâm. Chân gà rút xương. Ngon đấy. Gà ăn mày, đúng rồi, chính xác là món gà ăn mày đấy. Cà tím xào của Đài Loan, Hồng Kông cũng ngon. Đúng rồi, cà tím xào thì cả đại lục họ cũng bán. Có ship được sang Đài Loan không? Cái học chữ đấy. Nếu em ở Đài Loan thì Hoàng Thị Nhật Lệ chỉ cần mua chương trình online bên anh 2,2 triệu là xong. Không cần phải ship cái tập đấy sang làm gì cả. Tại chương trình online nó còn phủ đầy đủ hơn, mà em không cần phải có cái tập đấy. 6 quyển giá bao nhiêu tiền? Chương trình online là 2,2 triệu, còn tiền sách của nó cả tập viết là 500.000. Nghe nói online học được không? Hoàn toàn được. Bạn Lưu Tư Duy inbox cho mình. Ok, đã 11 giờ rồi. Hôm nay mình đã livestream khá lâu rồi. Các bạn có câu hỏi gì thì có hỏi bên dưới nhé. Vào Facebook của mình cứ hỏi bình thường thôi. Sao tiếng Trung có từ nói ngược, nói xuôi? Có khi em bị nói ngược. Bạn Quách Trường An này là chưa có quyển ngữ pháp nhé. Inbox cho mình. Bên mình có bán cho bạn một cái quyển gọi là ngữ pháp của ông Từ Tinh Hưng, người Trung Quốc ấy, là bạn sẽ ghép câu không bị đảo lộn nữa. Học theo thời gian như thế nào? Cứ rảnh là học Nguyễn Ba nhé, nó là các video anh quay sẵn rồi. Cứ lúc nào em rảnh lại bật lên em coi thôi. Sau đăng bài giáo viên chấm điểm là ok. Bên Trung Quốc có học chương trình online được không? Thu Diệu Hà, em phải cài cái VPN để vượt được tường lửa đã. Trung Quốc nó hay chặn mà. Thường là các bạn đã cài VPN ngay từ Việt Nam xong sang Trung Quốc các bạn vào vô tư. Hoặc là em lên Google em gõ cách vào Facebook tại Trung Quốc, thế là người ta sẽ chỉ em cách vượt được mà, các bạn khác vẫn vượt mà nhé. Mình không ở Việt Nam nhưng vẫn học thầy Châu online, học hiệu quả các bạn nhé. Cảm ơn chị. Làm phiên dịch hay hướng dẫn viên tu dịch thì tốt hơn? Theo anh thì nên làm mỗi người một sở thích. Anh đã từng làm cả phiên dịch lẫn hướng dẫn viên du lịch, và cuối cùng anh thích làm giáo viên. Cái online đó em có thể xem. Tôi không có cãi lại ông chủ. Ủa mấy hiểu cân tha chảo chia. Chảo chia là cãi vã. Ủa mấy hiểu cân tha chảo chia. Tôi không hề cãi vã với ông ta. Lúc nào học cũng được Nguyễn Ba nhé. Rảnh là học thôi. Có lẽ là chúng ta đã quá giờ rất lâu rồi đúng không? Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Chào chị.